Hôm nay độ gió qua dễ màu gót chiêu chiêu nha cả nhà. Mình vẽ lá thành từng lớp theo thứ tự từ tối đến sáng, tạo cảm giác khó chịu sâu hơn. Xong phần lá thì qua vẽ hoa. Vẽ xong tôi không biết là hoa gì luôn á. Điểm thêm hoa nhỏ vào cho sinh động hơn. Nhớ follow mình để xem sắp tới mình vẽ gì nha.